Một pha lên tham gia tấn công của trung vệ Enrique và cú đá từ xa của trung vệ này đánh thắng đến quá bất ngờ. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa cú đá rất đẹp của Enrique, cú đá từ khá xa. Huỳnh Tuấn Linh đã bị đánh bại, đã có pha phạm lỗi.